Vào thời Trung Hoa Dân Quốc, có một ngôi làng cổ kính và hẻo lánh ở cực nam vùng Phúc Kiến. Người ta gọi đó là Linh U Cổ Trấn. Bố cục của thị trấn này như thể một ngũ hành bát quái trận, thanh yên quỷ kiếm phủ bụi, quán khí xông ra tứ phương, lăng tuyết bất tán. Một cây thô lâu sừng sững giữa trận quái, xung quanh không một bóng cây cỏ. Trong Âm Dương Đỉnh, tập trung nước ở Hiên Chiên Trì, một thứ nước đỏ ngầu ma quái tựa như máu. Lửa Luyện Ngục tập trung tứ phương dương khí, hận thù ngút trời. Đội quân đất sét nhìn chằm chằm bốn phía, vạn vật tận diệt, quán nguyệt sinh sôi, ngũ hành tương sinh tương khắc, biến thành một lời thề tập hợp ở Linh U Cổ Trấn. Một khi lời nguyện ngũ hành giáng xuống, cái chết cũng sẽ được gieo rắc. Đây chính là cổ trấn ngũ hành, mọi người vẫn đồn đại à. So với mấy thôn bình thường cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu như nơi ở mà kém quá thì còn lâu tôi mới tới nha. Này, nhìn xem ai tới kìa. Ôi, đàn anh, xin chào, xin chào. Mọi người cuối cùng cũng tới, hoan nghênh. Ký túc xá cũng đã chuẩn bị xong. Tô Tô, lâu lắm mới thấy em. Lần cuối cùng gặp là thứ bảy tuần trước, mới cách có 8 ngày lẻ 4 tiếng. So với các lần gặp mặt trước thì lâu hơn ít nhất một nửa. Em ngược lại cũng hy vọng là lâu lắm mới gặp đấy. Anh vừa cạo râu, đổi một bộ quần áo mới, giày da cũng được đánh cho sáng bóng. Nhịp tim của anh đập nhanh, lỗ mũi cũng nở ra. Im nào, anh còn chưa nói gì. Anh đang suy nghĩ, rất phiền. Được rồi, mọi người đường xe vất vả. Đi, tôi đưa mọi người tới ký túc xá nghỉ ngơi. Không, anh đưa bọn em tới hiện trường án mạng trước đi. Cái gì, thế cũng được. Hai người với bọn họ mang hành lý về ký túc xá trước. Nào, chúng ta đi bên này. Này, mạng người quan trọng. Đi, làm việc thôi, mau. Nào nào nào, tránh ra. Tránh ra. Hiện trường án mạng của Triệu Kim Sinh. Đem hết tư liệu tới chưa? Đều đang ở đây. Tô Tô, vị này là trưởng trấn, cũng là bác của anh. Sao em lại biết? Lúc anh đi qua đây, thôn dân xung quanh đều cung kính lễ phép với ông ấy. Có thể thấy, ông ấy chính là trưởng trấn. Lợi hại, tôi là bác của Lương Sơn. Lương Sơn, cô đây là... Đây là cô gái đã tốt nghiệp loại xuất sắc của đội điều tra hình sự. Do lực lượng của đội cảnh sát có hạn, nên họ cử cô ấy tới đây. Cô ấy tên là Tô Tiểu Muội. Quả thật, bậc cân quắc không thua đấng tu mi. Tôi nói này thám tử Tô, trấn của chúng tôi xảy ra án mạng, khiến người trong cả trấn nhân tâm thấp thỏm. Tôi rất mong cô có thể sớm phá án, giúp cho trấn chúng tôi sớm ngày bình yên. Nếu có vấn đề gì, tôi và Lương Sơn sẽ tận tâm giúp đỡ, phối hợp cùng với mọi người. Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn bác. Không có gì, anh biết rõ năng lực của em. Cũng như bác ấy nói, có cần gì thì cứ nói cho anh biết. Phiền bác kể lại cho cháu vụ án một lần nữa. Tối qua, lúc 12 giờ đêm, bác có đi tuần qua đây. Nghe thấy có người hét, Triệu Kim Sơn chết rồi. Lúc bác chạy tới hiện trường thì thấy như vậy rồi. Hiện trường có nhân chứng mục kích không? Lúc mọi người tới hiện trường, vụ án đã xảy ra. Theo như điều tra của bọn anh thì không phát hiện ra dấu vết giằng co ở hiện trường, cũng không có thêm manh mối. À phải, Tô Tô, tình hình ban nãy em kiểm tra sao rồi? Người bị nạn rõ ràng không phải do tự sát. Mặt và người của anh ta đều lộ vết bầm tím. Tối qua ở chỗ này có một trận mưa to. Từ sự phân bố độ nghiêng và tình trạng bùn, mặt bên quần và trên giày của nạn nhân, ta có thể thấy rõ ràng
là có người kéo tới đây. Từ sự khác nhau giữa độ dính và độ ẩm của chất bùn rơi ra từ giày của nạn nhân và bùn ở hiện trường, ta có thể thấy đây không phải là hiện trường gây án thứ nhất. Nạn nhân là một người nghiện rượu, đêm xảy ra án mạng, người này cũng uống không ít, trong rượu có độc. Khi bị kéo tới đây, người này vẫn còn hấp hối. Trước khi chết, người này cũng có dùng giấy lần cuối. Hung thủ cầm tay nạn nhân, nắm một con dao, cứa cổ nạn nhân để ngụy tạo hiện trường tự sát. Cố ý tạo ra vụ án ngũ hành sát nhân, làm cho người ta kinh sợ. Rõ ràng, mặt đất đã bị xử lý, chẳng qua lúc đó đã tối muộn, hung thủ không kịp chuẩn bị tỉ mỉ. Anh nhìn đế giày người kia đi, bên mép bị mài mòn không đều. Có thể thấy, người này bình thường đi lại ngắn nghiêng, chân của người này hoàn toàn bình thường, không có bệnh trạng gì. Từ nước bọt của người này, ta có thể phán đoán, đêm xảy ra vụ án, hắn đã uống không ít. Trong rượu có độc, trên người người này, có một lá bài ít bích trong bộ bài tây. Có thể thấy, người này thích đánh bạc. Quần áo của nạn nhân lại vô cùng rách rưới, thêm mùi thuốc quế mấy năm không giặt, cho thấy người này là một kẻ vô công thổi nghề, lôi thôi lừa nhát. Máu của nạn nhân dù khô cạn, nhưng mà vẫn tỏa ra mùi cổ quái xen lẫn, không giống với mùi gỉ sét ở đây. Đây là mùi một loại độc hòa chung với rượu. Người có thể hạ độc vào rượu của nạn nhân chắc chắn phải là người hắn quen. Sẽ là ai? Lương Sơn, ngày mai anh chỉnh lý toàn bộ tư liệu người Triệu Kim Sinh có quan hệ khi còn sống rồi đưa cho em. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải chưa báo mà là thời khắc chưa tới. Triệu Kim Sinh, mày chết hay lắm. Phòng hội nghị cảnh sát Quốc dân đảng. Tô, tư liệu của em cần. Vất vả cho anh. Không vất vả. Báo cáo, mời vào. Đội trưởng, điều tra được gì rồi? Cảnh sát Đoan Mộc bảo tôi hồi báo với ngài, không phát hiện được gì. Trong dự đoán, theo như cảm giác của tôi, bà Điền không thể nào là hung thủ. Đội trưởng, anh cảm thấy động cơ và lý do giết người của bà ấy không đủ à? Thay con trai báo thù mà đi giết một người, điều này hoàn toàn có thể. Đúng, trong bà ấy đáng sợ như vậy cơ mà. Trong dáng vẻ hệt như tội phạm giết người. Từ góc độ điều tra tội phạm học mà nói, người càng khả nghi thì càng không phải là hung thủ. Vậy theo như suy đoán của mọi người, Triệu Đông Hải cũng không phải là hung thủ à? Bất kỳ người nào cũng có khả năng trở thành tội phạm giết người. Nhưng tất cả tội phạm giết người đều không thừa nhận mình là kẻ giết người, mà cố ý để lại chứng cứ. Nhưng động cơ giết người chỉ có một. Chào bác trai. Cảnh sát Đoan Mộc. Giới thiệu một chút. Vị này là, tôi biết, thám tử Tô, tiếng tăm lừng lẫy. Vị này là bác của đội trưởng, bác của Lương Sơn. Không phải tôi gặp rồi sao? Cô nói trưởng trấn tiền nhiệm mà. Trưởng trấn tiền nhiệm là bác nuôi của đội trưởng chúng tôi. Vị đây mới là bác ruột. Bác nuôi là như vậy. Đó là anh em kết bái của bố ruột Lương Sơn. Tôi mới là bác ruột của Lương Sơn. Cha mẹ của đội trưởng mất sớm, để lại đội trưởng từ nhỏ đã được bác ruột nuôi nấng nên người. Vậy nên tình cảm của họ rất là tốt. Vậy sao không thấy trấn trưởng tiền nhiệm? Trấn trưởng tiền nhiệm bởi vì nguyên nhân công việc nên đã bị điều tới chỗ khác. Hiện giờ tôi là trấn trưởng mới của trấn này. Gần đây trong trấn xảy ra rất nhiều chuyện, đã làm phiền mọi người. Nếu như sinh hoạt có vấn đề gì, xin đừng ngại nói cho tôi biết. Dạ, cảm ơn bác. Được rồi, tôi đưa mọi người đi dạo một chút. Nào, đi. Trưởng trấn, hiện giờ có người tố cáo hung thủ là bà Điền. Chúng tôi nhận được một bức thư nạc danh. Trong thư có viết, trước khi Triệu Kim Sinh chết, bà Điền vẫn luôn ở trong nhà. Còn nói giữa họ có ân oán vô cùng sâu. Con trai bà Điền, Triệu Quốc Phú, rất có nghĩa khí, giúp Triệu Kim Sinh trả rất nhiều khoản nợ. Nhưng mà dù vậy, vẫn không trả được toàn bộ, vẫn còn một món nợ lãi cao. Vậy nên, Triệu Quốc Phú và Triệu Kim Sinh bị xã hội đen truy sát. Nhưng mà Triệu Kim Sinh bỏ rơi Triệu Quốc Phú, tự mình bỏ chạy. Không sai. Bởi vậy mà bà Điền vẫn luôn ôm hận chuyện này. Vậy nên bà Điền buộc phải quay về cùng chúng ta để phối hợp điều tra.
Tôi không phải hung thủ. Đừng hòng vu quả tôi. Anh chính là Triệu Đông Hải. Mọi người ngoại trừ đều biết rằng anh nghiện rượu, nghiện cờ bạc, tính tình tàn nhẫn, vợ con ly tán, thì chỉ sợ chẳng mấy ai biết thân phận thật của anh. Anh từng nhận chức trong Quốc dân đảng, lấy công làm tư, dơ chét, lơ là chức trách. Anh mai danh ẩn tích nhiều năm, sau đó lại nhờ buôn bán mà giàu có. Đến thôn nhỏ Triệu Gia Nhàn Hạ, nhưng mầm bệnh từ thời chiến tranh để lại làm cho cuộc sống vợ chồng của anh không hòa hợp. Cuối cùng anh hãm sâu vào rượu, vào cờ bạc, cũng bỏ mặc chuyện kinh doanh. Vợ của anh ôm theo con nhỏ chạy trốn theo người đàn ông khác. Sao cô lại biết? Điều này không khó suy đoán. Từ tư thế đứng và chiếc chân thỏ của anh, có thể đoán được anh từng ở trong quân của Quốc dân đảng. Áo ngoài bằng tơ lụa của anh thuộc loại chất liệu cao cấp. Có thể thấy anh đã từng rất giàu có. Góc nhỏ không thu hút ở nhà của anh, còn mấy mẫu giấy đang cháy dở. Có thể thấy anh làm giàu nhờ buôn bán. Sau này anh uống rượu, cờ bạc và bỏ bê kinh doanh. Hiện tại vợ con ly tán, còn vay mượn khắp nơi, đối mặt với nguy cơ tán gia bại sản. Tôi nói không sai chứ? Lúc anh còn giàu có, anh từng là chủ nợ của Triệu Kim Sinh, có phải không? Không sai. Tôi từng đòi nợ hắn, nhưng mà tôi không có giết người. Anh nói dối. Vào đêm Triệu Kim Sinh bị giết, anh đang làm gì? Tôi không biết gì hết. Tôi ở nhà ngủ. Anh nói dối. Tối đó mưa lớn, anh có ra ngoài. Nếu không phải như vậy, thì tại sao đế giày của anh lại dính bùn? Tối đó tôi đúng là có đánh hắn một trận. Bởi vì bọn tôi bị bọn cho vay nặng lãi truy đuổi gắt gao, nếu hắn còn không trả tiền, tôi cũng không còn đường sống. Sau khi đánh hắn một trận, tôi đã bỏ đi. Sau đó xảy ra chuyện gì tôi không biết. Chứng cứ còn chưa đủ, anh không cần phải lo lắng. Tôi biết anh không phải hung thủ. Nhất định đã bỏ sót chi tiết nào đó. Tô Tô, ở đây à? May quá, anh cũng đang tìm em. Lương Sơn, toàn bộ tư liệu người Triệu Kim Sinh có quan hệ khi còn sống mà em muốn, đang ở đây. À phải, anh đưa cho em danh sách tư liệu toàn bộ người sống ở đây. Người lớn, trẻ em, toàn bộ, không sót một ai. Được. Nhưng mà Tô Tô à, cảnh sát bọn anh và mọi người đều cho rằng hung thủ là Triệu Đông Hải. Hung thủ gây án là một kẻ có tâm tư vô cùng kín đáo. Hắn ta biết che giấu, dấu vết tại hiện trường. Không thể nào không dọn dẹp quần áo khi phạm tội. Chắc chắn là chi tiết đơn giản nhất. Tô Tô, kể từ khi cha của anh qua đời, bác liền trở thành người thân duy nhất. Còn nữa, Tô Tô à, gặp được em. À phải, em bây giờ có chuyện gấp cần giải quyết. Chuyện em giao cho anh, mau chóng làm giúp em nha. Thực ra anh muốn nói, gặp được em là may mắn lớn nhất cuộc đời của anh. Vậy đối tượng em nghi ngờ thì sao? Sáng sớm nay em phát hiện Triệu Niệm Từ bắt đầu điên điên dại dại, miệng còn liên tục lải nhải, rồi chạy lên núi. Đến buổi chiều quay lại, em phát hiện trên đường có một ít cảnh sát đang ngăn cản thôn dân di dời. Thật xui xẻo, đáng chết mà. Một phụ tá không có mắt, có đường mà không đi, cứ nhằm vào ngực bà đây mà đâm vào. Đúng thật là không có mắt. Lương Sơn, anh giúp em điều tra một chút. Gần đây có những bưu tá nào tới trấn của mình? Được rồi, vậy anh đi ngay bây giờ. Giết người rồi. Khi tôi phát hiện thì người này đã chết.
Cảnh sát Đoan Mộc, hôm qua có một người chết, hôm nay lại thêm một người chết. Cứ như vậy thì thật sự cảm thấy rất lo lắng. Phải mau nghĩ cách thôi. Trưởng Trấn, xin đừng hoang mang. Nếu ông hoang mang thì người dân cả thôn cũng sẽ hoang mang theo. Tôi biết rồi. Để tránh nhiều người vô tội bị chết, tôi cần phải xin ý kiến tổng bộ. Ký túc xá. Tô Tô, có chuyện gì mà gấp như vậy? Tư liệu của bưu tá mà em nhờ anh tìm sao lâu như vậy? Tốn mất một ngày. Anh mới chỉ tìm được một phần tư liệu. Đúng rồi, tối qua lại thêm một người chết. Đàn anh à, anh đã lỡ mất kịch hay rồi. Người chết đó đúng là thảm mà, bị tạ axit, mặt mũi không còn. Đúng rồi, đàn anh à, anh không thể tưởng tượng được đâu. Được rồi, anh biết rồi. Lúc anh vừa mới về, anh cũng đã đi qua hiện trường. Xem ra hung thủ nhất định là có thâm thù đại hận. À phải, vừa nãy anh vừa nghe Đoan Mộc nói các em bảo người chết là bưu tá à? Giờ bọn em có chuyện quan trọng cần làm. Đây là tư liệu của toàn bộ người trong trấn. Tất cả chúng ta phân công ra, lọc hết tất cả tên của những phụ nữ có bộ chữ Dương trong tên, viết ra cho mình. Những người con gái thích để tóc dài, thích cột đuôi băng đỏ, phải đặc biệt ký hiệu cho mình. Còn cả địa chỉ gia đình cũng phải ký hiệu. Được rồi. Lương Sơn, với những đặc điểm mà em nói, anh thấy có giống ai không? Tô Tô, em thấy trong thôn có bao nhiêu người như vậy? Anh nhất thời, đừng phí lời nữa, mau đi tìm đi. Từ quan sát hiện trường có thể thấy, hiện trường cái chết của người bưu tá trong thời gian ngắn, hung thủ không thể nào rời khỏi hiện trường. Để mình đi xung quanh xem thử một chút, xem có vết tích của vết giày không. Nhưng mà hình như tất cả đã bị xử lý. Sáng nay, nghe cảnh sát Đoan Mộc nói bọn họ, bởi vì không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh bà Điền là hung thủ, nên sáng nay đã thả cho bà Điền về rồi. Hung thủ liệu có thể hay không là Triệu Đông Hải? Kim, Mộc, Thủy. Tổ trưởng, cậu phát hiện ra gì rồi à? Người nọ vừa hay lợi dụng tin đồn ngũ hành sát nhân để khuấy động nhân tâm, trong một thời gian ngắn gây ra hai vụ án mạng liền. Cách ra tay lại vô cùng gọn ghẽ, mạch lạc. Có thể thấy người này rất quen thuộc địa hình. Có thể là ai chứ? Hiện trường án mạng trải dài cả thôn. Sáng nay phía cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ thôn. Vậy nên hung thủ không thể nhanh như vậy để rời khỏi. Hắn không cần phải trốn, bởi vì hắn chính là người trong thôn. Nam Trân, thân phận của bưu tá đã tra ra chưa? Vẫn còn đang điều tra. Rất nhiều bức thư còn sót lại đã bị đốt cháy. Hiện bên cảnh sát vẫn còn đang điều tra. Hung thủ rốt cuộc có quan hệ gì với người chết mà có thể ra tay tàn độc như vậy? Đúng là biến thái. Tư liệu vừa nãy báo cáo với mình, các cậu đã ghi lại hết chưa? Đã xong. Giờ chúng ta lập tức hành động. Quân Đình, Nam Trân, Quynh Thành, các cậu một tổ. Một mình một tổ. Lúc đi tìm, đặc biệt lưu ý những người không ở nhà cho mình. Một khi phát hiện, một bên đi tìm bọn họ, một bên báo cho mình biết. Vậy còn anh Lương Sơn? Phải, Tô Tô. Hai người chúng ta một tổ, nhiều người nhiều tay mà. Anh có nhiệm vụ khác. Các cậu hành động trước đi. Được rồi. Chú ý an toàn, yên tâm đi. Lương Sơn, tư liệu về người bưu tá em bảo anh điều tra tới đâu rồi? Đây là một số dữ liệu anh đã tìm thấy. Bởi vì thời gian gấp rút cho nên không ngờ anh đi một tối lại xảy ra thêm một vụ án mạng. Có em ở đây, anh không cần lo. Đúng rồi, có em anh không cần lo. Nhưng mà anh lo cho em sẽ mệt. Không có án mạng em sẽ không mệt. Đưa tư liệu cho em. Nhưng tư liệu này không hoàn toàn đầy đủ, bởi vì có một số bưu tá chỉ vừa mới làm việc, tư liệu của họ chưa được lưu. Ngày mai tiếp tục điều tra. Anh đi thu thập toàn bộ tài liệu bưu tá cho em. Một người cũng không thể thiếu. Phải bao gồm cả bưu tá vừa mới làm việc. Được. Còn nữa, anh điều tra cho em tất cả vật chứng tương quan, các cửa tiệm lớn nhỏ, các trường học trong trăm dặm xung quanh, xem có ai bán axit không. Nhưng vụ án trước vẫn chưa tìm ra hung thủ. Bây giờ anh điều tra giúp em chính là có liên quan tới vụ án trước. Tô Tô à, những chuyện này anh có thể bảo Đông Mộc đi làm mà. Em chỉ tin tưởng một mình anh thôi. Được rồi, vậy chia ra hành động, mau. Lương Sơn à, sao vậy, Tô Tô?
Chuyện em bảo anh điều tra, phải có kết quả thì mới quay về. Đã biết chưa? Đừng giống như ngày hôm nay. Bởi việc anh điều tra vô cùng quan trọng. Chuyện trong trấn anh đừng lo lắng. Có em ở đây anh cứ yên tâm. Anh hiểu rồi. Tất cả vì muốn mau chóng phá án. Khi nào có kết quả anh sẽ báo cho em ngay. Còn nữa, em nhớ phải chăm sóc bản thân. Anh cũng vậy. Hành động. Đến đây. Cháu chào bác. Là Tô trinh thám à? Triệu Lan Sang có nhà không? Lan Sang sáng sớm đã ra ngoài rồi cháu. Tới bây giờ vẫn chưa trở về. Đứa bé này thật là. Bác có biết cô ấy đi đâu không? Không biết. Cái này lấy đưa thám tử Tô. Xem có manh mối gì không. Coi đi, chỗ này hình như có gì đó. Cái gì? Toto, cậu xem. Mình có phát hiện ra mấy vấn đề, nhưng mà vẫn thấy rất kỳ quái. Nam Trân, đã có báo cáo chưa? Sáng sớm ngày mai, chắc là có rồi. Tốt. Toto, đây là một phần tư liệu cậu bảo mình thu thập. Còn một phần nữa, chắc là ngày mai sẽ có. Vất vả rồi. Toto à, mình biết hung thủ là ai rồi. Cậu biết rồi à? Hung thủ chính là Triệu Lương Sơn. Đừng có quậy nữa. Biết ngay sẽ nói như vậy mà. Lương Sơn, Lương Sơn, sao gọi thân mật như vậy chứ? Được rồi, đừng quậy nữa. Và đã chết bao nhiêu người rồi. Cậu còn có tâm tình à? Tổ trưởng, mình không nói đùa cậu đâu. Mình nghiêm túc hỏi cậu. Cậu biết hung thủ là ai rồi à? Mình còn chưa dám khẳng định. Hung thủ dùng kế gấp lửa bỏ tay người, lập lờ đánh lận con đen, còn tạo ra nhiều chứng cứ giả cho chúng ta. Hy vọng điều tôi nghĩ là sai. Nam Trân, Khuynh Thành, giúp mình làm một chuyện. Được rồi, đi đi. Ngũ hành sát nhân, ngũ hành sát nhân. Con gái Lan Sang. Con gái của tôi. Con gái tôi chết thảm quá. Tại sao cô không đoán được người tiếp theo sẽ chết là con gái tôi chứ? Bác gái, đừng kích động. Lan Sang, tỉnh lại đi. Cô trả con gái lại cho tôi. Trả con gái lại cho tôi. Bác gái, bác gái. Bác ấy đang quá kích động. Mau đưa bác ấy rời khỏi hiện trường. Bác gái, đừng như vậy mà. Đừng kích động như vậy. Trả con gái lại cho tôi. Lan Sang. Lan Sang. Con gái. Đúng là kỳ lạ. Quá kỳ lạ rồi. Thám tử Tô, cô có phát hiện gì à? Nạn nhân trên cổ có dấu hiệu bị bóp chặt. Trước khi chết đã cực lực phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bị hung thủ bóp chết. Thời gian tử vong của nạn nhân đại khái là giờ chín tí. Lúc còn sống có lẽ đã bị cưỡng bức nhưng bất thành. Nam Trân, cậu thu thập tất cả các sợi tóc nhỏ xung quanh, kiểm tra tỉ mỉ. Xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Thật xin lỗi.
Tôi nhất định sẽ giành lại công bằng cho con gái bác, tìm ra hung thủ. Xin bác hãy yên tâm. Tô Tô, thì ra cậu đang ở đây. Muộn như vậy rồi, sao còn chưa về? Tô Tô, sau này cậu không thể lại tiếp tục như vậy. Như vậy rất nguy hiểm. Nếu như mình có thể sớm tìm ra hung thủ thì đã không có nhiều người phải chết. Mình đúng là vô dụng. Tô Tô à, cậu đừng như vậy. Đừng tự trách bản thân. Đúng rồi, đều tại mình vô dụng. Đến hiện giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Đã có 3 người thiệt mạng. Hung thủ vẫn sẽ tiếp tục, không dừng tay. Hắn vẫn đang giữ dõi Dương Quai. Một tên giết người lạnh lùng, cay nghiệt. Tô Tô à, cậu bình tĩnh một chút. Chúng ta cũng đâu muốn nhìn thấy cái chết của họ. Cậu đừng quy hết mọi trách nhiệm lên người của mình. Như vậy bọn mình cũng sẽ rất buồn. Kim, Triệu Kim Sinh, Mộc, Người Bưu Tá, Thủy, Triệu Lan Sang. Quả, không thể tiếp tục như vậy. Người tiếp theo chính là Quả. Mình không thể để hung thủ đắc chí. Mình phải mau chóng tìm được manh mối. Tô Tô, cậu đừng như vậy. Thả mình ra, cậu cần phải nghỉ ngơi. Cậu mà tiếp tục như vậy thì cũng không thể phá án. Cậu có biết không? Đừng như vậy mà, theo bọn mình về trước. Nam Trân, bác gái sao rồi? Tâm tình của bác ấy đã ổn định hơn, nhưng mà phải nghỉ ngơi cho tốt. Thám tử Tô, đội trưởng trước khi đi có căn dặn, nếu cô có dặn dò gì xin cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ toàn lực phối hợp. Cảm ơn anh, cảnh sát Đoan Mộc. À phải, vì để nhanh chóng tra ra hung thủ sát hại con gái bác, xin bác cố gắng phối hợp điều tra cùng chúng tôi. Có vấn đề gì xin cứ hỏi. Nếu tôi biết, tôi sẽ trả lời. Bác gái, con gái bác lúc sinh thời có đắc tội với ai không? Còn nữa, cô ấy có bạn bè gì không? Con gái tôi trước giờ rất ngoan. Nó ít khi ra ngoài, không có đắc tội với người nào hết. Bạn bè nó đa số đều đã xuất giá, nên cũng ít qua lại. Vậy trong cuộc sống hàng ngày, cô ấy có tiếp xúc với người hoặc chuyện gì có biểu hiện bất thường không? Không có. Vậy giờ bác hãy bình tĩnh suy nghĩ. Mấy ngày trước khi nó xảy ra chuyện, tôi thấy nó rất kỳ lạ. Cầm một bức thư mà nó vui vẻ cười suốt. Nó nói là thư bạn trai gửi tới. Tôi có mắng nó một trận, vì tôi không muốn nó gả sang vùng khác. Bác đã từng gặp bạn trai của cô ấy chưa? Chưa từng gặp. Chỉ biết nó là người ngoài tỉnh. Vậy bức thư đó còn không? Bức thư đó bây giờ không thấy nữa. Con gái tôi đi rồi. Tất cả đồ vật cứ như đi theo nó vậy. Vụ án này càng lúc càng phức tạp. Đây chính là chỗ chúng ta phát hiện ra mảnh ruy băng còn sót lại. Đúng, mọi người kiểm tra kỹ một chút, xem còn sót lại cái gì không. Mọi người xem, ở đây có một con dao. Liệu có phải là hung khí giết người? Vân tay, xem vân tay. Cậu nghĩ IQ của hung thủ thấp như vậy à? Còn để lại vân tay. Đúng vậy, hơn nữa mấy ngày trước còn có mưa nữa, cho dù có cũng khó mà truy. Để mình xem. Nam Trân, cất kỹ nó trước. Được rồi, mọi người cẩn thận xem, có phát hiện gì không?
Tổ trưởng, nhìn bộ dạng điên điên khùng khùng của bà ta kìa. Giết người chắc cũng được đấy. Mấy thứ dưới đất sẽ không phải công cụ giết người của hắn chứ? Rất có thể. Vẽ cái gì vậy trời? Bộ dạng điên điên khùng khùng, giết người cũng hoàn toàn có thể. Đầu óc đã không bình thường, vẽ lại càng không bình thường. Đây có phải là một cổ thi thể không? Ngũ hành sát nhân, ngũ hành sát nhân. Con người điên điên khùng khùng, trong đầu toàn những hình ảnh kỳ lạ, sẽ sợ hãi mà kêu gào, chạy loạn. Toto à, không khí ở đây đáng sợ thiệt. Hay là chúng ta đừng ở đây nữa, về trước đi. Về thôi. Toto, em về rồi. Anh đã điều tra tư liệu về tất cả người ở đây. Hơn nữa, mấy trăm dặm quanh đây, anh cũng điều tra hết. Không có ai bán axit. Vậy à? Anh nghe Đoan Mộc nói, mấy ngày anh đi, lại xảy ra án mạng. Hơn nữa, đã tìm thấy hung thủ, là Triệu Đông Hải. Anh quả nhiên đoán không sai. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lẽ nào hung thủ không phải Triệu Đông Hải, là kẻ khác? Nhân viên chuyển phát Lưu Xuân là người ngoại tỉnh được điều tới. Đúng, anh ta vừa mới nhận việc ở bưu cục cách đây không lâu. Sao vậy? Người này có gì đặc biệt? Không có gì. À phải rồi, lâu quá em không tới nhà của anh chơi. Anh có hoan nghênh em không? Tất nhiên hoan nghênh. Anh rất vui đưa em tới nhà tham quan. Nào đi. Toto, vào đi. Dạ. Nào ngồi đi. Sao bác của anh không ở nhà? Đại bá sáng nay có chuyện nên đã đi trước. Em ngồi đây nhé. Anh đi rửa táo cho em. Dạ. Nào Toto. À, hả, xin xin. Táo đây. Cảm ơn. Hình như trong nhà của anh có rất nhiều báo. Không phải đâu, đều là của bác anh đặt. Bác ấy kỳ nào cũng đặt. Trong mấy bài báo này, hình như có một tiểu thuyết dài kỳ. Tiểu thuyết dài kỳ này của Yết Tiên Sinh. À phải, bác của anh rất thích tiểu thuyết của Yết Tiên Sinh. Anh cũng vậy, kỳ nào cũng đọc. Vậy chắc là anh rất hiểu rõ ông ấy. Yết Tiên Sinh à? Anh ngược lại chỉ hiểu những hình tượng văn học dưới ngòi bút con máy thôi. Đối với máy thì anh không rõ. Sao vậy? Không có gì. À phải, Lương Sơn, em vừa mới nhớ ra em còn chuyện cần làm. Ngày khác em lại tới, em đi trước. Hay là ngồi thêm một chút? Không cần đâu, hôm nay em vội quá, em đi trước. Vậy anh tiễn em. Coi kìa, hiệu trưởng Vệ sao lại tới? Đây là lần đầu tiên trường ta phái sinh viên tốt nghiệp ra phối hợp phá án cùng cảnh sát. Ông ấy nhất định rất coi trọng vụ án này, vậy nên mới qua đây giúp. Xin chào hiệu trưởng Vệ. Hiệu trưởng Vệ là người tôi kính phục nhất. Có sự hiệp trợ của ngài, tin chắc rằng chúng ta sẽ sớm phá được án. Tô tiểu muội, em đã phát hiện gì chưa? Hung thủ ra tay trong thời gian ngắn. Nếu như là người từ bên ngoài tới, hắn sẽ không thể ra tay nhanh như vậy. Bốn vụ án này thủ pháp rất tương đồng. Kim mộc thủy quả, giết người giờ tí, lợi dụng chiêu bài ngũ hành để che giấu, mới có thể giết người trong thời gian ngắn mà không để lại dấu vết. Hơn nữa, từ vụ án kim mộc, phía cảnh sát đã phái lực lượng phong tỏa cả thôn. Tới nước cũng khó lọt, người ngoài không thể vào, hung thủ không thể ra. Vậy nên, ta có thể bài trừ được khả năng người từ bên ngoài ra tay. Từ trước tới nay, tôi cũng đã xem qua một số tư liệu. Tôi đồng ý với quan điểm của Tô Tiểu Muội. Vụ án xảy ra vào giờ tí ngày hôm qua. Sau lưng của nạn nhân có rắc phốt pho trắng. Nhiệt độ cháy của phốt pho trắng là 40 độ C. Chỉ cần ma sát nhỏ, sẽ oxy hóa tự bốc cháy. Phốt pho trắng à? Phốt pho trắng tuy dễ bốc cháy, nhưng tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đốt chết người?
Bởi vì trên người này còn bị tưới dầu quả. Dầu quả? Tên hung thủ này quả thật quá điên cuồng. Tôi cho rằng hung thủ rất có thể là cùng một người. Là ai chứ? Hiện giờ bằng chứng còn chưa đủ, nhưng chúng ta cách chân tướng không còn xa. Tô Tô không hổ danh là trinh thám lừng danh Tô Tiểu Muội. Chuyện gì cũng chưa nói mà đã biết. Đúng vậy, đại trinh thám không phải Tô Tô thì còn có thể là ai? Không sai. Lần sau có thể đổi từ nào dễ nghe một chút không? Được. Quân Đình à, mình giao cho cậu một nhiệm vụ. Cứ nói đi. Cậu về trường một chuyến. Không phải chứ, mọi người còn ở đây phá án, mình không về sớm như vậy đâu. Nhiệm vụ này vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ của cậu được viết trong mảnh giấy này. Nhớ tuyệt đối phải bảo mật. Được rồi, để mình đi xử lý. Đi đi, trên đường nhớ cẩn thận. Lần này hung khí còn để ở đây. Triệu Đông Hải chắc chắn là sợ tội tự sát. Đúng, chắc chắn là sợ tội tự sát. Tô Tô, Tô Tô, Nam Trân, đã có báo cáo chưa? Có rồi, đưa cho mình. Tô Tô, cậu làm sao vậy? Mình không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta về trường đi. Tô Tô à, cậu làm sao vậy? Trong lòng bọn mình, cậu là anh hùng không bao giờ bỏ cuộc. Đừng có anh hùng sùng bái gì nữa. Anh hùng vốn chưa bao giờ tồn tại, mà kể cả có cũng không phải là mình. Tô Tô, nếu cậu bởi vì một chút khó khăn mà từ bỏ thì mình coi thường cậu. Trò chơi sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc. Đây mới là Tô Tiểu Muội mà bọn mình quen biết. Đúng. Chuyện mình giao cho các cậu, mau làm đi. Cũng bảo người bên cảnh sát Lô Mộc tăng nhanh tốc độ. Tô Tô, lần sau cậu phải nhớ sắp xếp cho mình khám nghiệm tử thi. Vậy mình mới cảm thấy thú vị. Cậu đúng là biến thái. Cậu mới biến thái đó. Được rồi, mau làm thôi. Giúp mình gọi Lương Sơn qua đây. Triệu Lương Sơn, có chuyện gì? Không thể nói trước mặt bọn mình à? Lẽ nào? Được rồi, đừng đón mò nữa. Mau gọi anh ấy tới. Tuân mệnh. Su su,
Tô Tô, em tìm anh sao? Lương Sơn, anh tới rồi. Nào, mau vào phòng đi. Có chuyện gì? Ngồi đi. Hôm nay trời nóng như vậy, chắc là anh cũng khát. Để em rót cho anh cốc nước. Em nói chuyện trước đi. Anh uống trước đi. Uống xong rồi nói. Nói đi, có chuyện gì? Thời gian qua anh cũng vất vả rồi. Chắc là anh mệt lắm. Đều là công việc, anh quen rồi. Tô Tô à, sao bỗng nhiên anh chóng mặt như vậy? Chắc là anh mệt quá thôi. Hay là nằm xuống nghỉ ngơi chút đi. Không được, như vậy không ổn. Để anh về trước. Anh cứ nghỉ ở chỗ của em đi mà. Thám tử Tô, cô thật sự đã điều tra ra ai là hung thủ rồi à? Tôi nghĩ quân đình và cảnh sát Long Mộc cũng sắp trở lại. Tô Tô, tư liệu mà cậu cần mình đã tìm cho cậu. Đây là tư liệu cô cần. Vất vả rồi. Tô tiểu muội, rốt cuộc hung thủ là ai? Hung thủ chính là trưởng trấn. Trưởng trấn? Sao có thể chứ? Hung thủ sao có thể là bác của đàn anh Lương Sơn? Đúng rồi, Tô Tô, sao có thể là ông ấy? Không thể nào là trưởng trấn. Cho dù mọi người không tin, nhưng đây chính là chân tướng. Không thể nào, bác của đội trưởng không thể nào là hung thủ. Tô tiểu muội, cô không có chứng cứ thì đừng ngậm máu phun người. Em nói trưởng trấn là hung thủ, vậy có chứng cứ gì không? Từ những lời của mẹ Triệu Lan Sang, ta đã biết con gái bà ấy khi còn sống đã yêu đương với một người ngoại tỉnh. Nhưng mẹ cô ấy lại kịch liệt phản đối. Bởi vậy mà Triệu Lan Sang không dám nói ra. Người mà yêu đương với Triệu Lan Sang chính là bưu tá ngoại tỉnh Lưu Xuân. Người bị tạt axit, quỷ dung nhan chính là Lưu Xuân. Một người từ nơi khác tới, rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với người trong thôn mà có thể quỷ thi diệt tích? Có thể thấy hung thủ đối với hắn hận thấu xương. Ông yêu Triệu Lan Sang sâu đậm, cô ấy là yêu đương với Lưu Xuân. Trong lúc đó, lòng đố kỵ dâng lên. Ông đã nghĩ tới việc giết người. Nực cười, trong trấn này tôi cũng được coi như là đức cao vọng trọng. Cô đừng cố quỷ hoại thanh danh của tôi. Thám tử Tô, xin cô tôn trọng trưởng bối. Bác của đội trưởng không thể nào là hung thủ. Tôi biết, ông chắc chắn không chịu nhận tội. Nói từ người đầu tiên đi. Cái chết của Triệu Kim Sinh. Triệu Kim Sinh và con trai bà Điền Triệu Quốc Phú vốn là hảo huynh đệ. Triệu Quốc Phú thay Triệu Kim Sinh trả không biết bao nhiêu nợ nần, nhưng vẫn không thể trả hết. Một ngày nọ, Triệu Kim Sinh bị bọn cho vay nặng lãi truy đuổi gắt gao. Triệu Quốc Phú ra tay cứu giúp, không may bị loạn đao chém chết. Từ đó về sau, Triệu Kim Sinh vẫn luôn như một cái xác biết đi, trở thành lưu manh du đảng trên phố. Cả ngày chỉ biết uống rượu làm vui, phá phách sinh sự. Một ngày nọ, Triệu Kim Sinh say rượu, chặn Triệu Lan Sang từ ngoài về, lôi cô ấy tới kho củi gần đấy và cường bạo. Ông làm gì vậy? Thả tôi ra! Thả tôi ra! Ông làm gì vậy? Lúc đó, đã bị ông phát hiện. Nhưng ông không hề ra tay ngăn cản. Tại sao vậy? Tôi nghĩ chỉ có ông là rõ ràng nhất. Triệu Kim Sinh, sau khi xong xuôi, hắn ta đã cầm theo cả yếm của Triệu Lan Sang. Điều này đã trở thành tội chứng của hắn. Cái này đã được tìm thấy ở nhà Triệu Kim Sinh. Sau khi được pháp y kiểm tra, đã xác nhận đây là vật tùy thân của Triệu Lan Sang. Mà vết máu ở phía trên chính là máu đêm đầu của Triệu Lan Sang. Mà những sợi lông nhỏ sót lại phía trên đã thành lập tội trạng cường bạo của Triệu Kim Sinh. Đúng thật là như vậy. Đây là báo cáo giám định. Đúng là như vậy. Triệu Kim Sinh cưỡng gian Triệu Lan Sang thì có liên quan gì tới tôi chứ? Tôi căn bản không biết gì hết. Ông yêu Triệu Lan Sang sâu đậm. Ông không cho phép tình yêu này
bị một chút u quế. Ngay sau khi ông nhìn thấy Triệu Lan San bị Triệu Kim Sinh chà đạp, ông đã dằn lại sát ý. Không lâu sau, ông đã đợi được cơ hội xuống tay. Ông nhìn thấy Triệu Đông Hải đi theo đòi nợ Triệu Kim Sinh. Sau khi Triệu Kim Sinh bị đánh một trận như tử, ông liền tiến tới an ủi, đưa Triệu Kim Sinh tới một nơi bí ẩn an tĩnh uống rượu. Nhưng mà trong rượu có độc, Triệu Kim Sinh rất nhanh chóng bị đầu độc chết. Ông chuẩn bị thật kỹ kế hoạch, tất cả chu toàn, cố ý tạo hiện trường giả Triệu Kim Sinh chết bởi ngũ hành sát nhân. Nực cười, đúng là chuyện cười. Tôi yêu Triệu Lan San, tôi có thể làm cha của cô ấy. Cô đừng cố ý xúc phạm. Tôi càng không có lý do giết hại thôn dân. Đúng rồi, trưởng thôn trước nay vẫn là một người nhân từ, đức cao vọng trọng. Thám tử Tô, cô đừng nói bừa. Anh đừng có vì ông ta là bác của đội trưởng mà ngăn cản tôi phá án. Ông có thể làm cha của cô ấy. Vậy theo luân thường đạo lý, điều này là không hợp tình hợp lý à? Hơn nữa, trong lòng Triệu Lan San sớm đã có ý trung nhân. Giữa bọn họ càng ngày càng thân mật, thì trong lòng của ông càng nảy sinh phẫn hận. Ngay sau khi ông nhìn thấy Triệu Lan San bị Triệu Kim Sinh chà đạp xong, Triệu Lan San lo lắng danh tiếng mà cầu xin ông đừng nói chuyện này ra. Ông liền lấy đây làm cái cớ để ép Triệu Lan San gả cho ông, còn không cho phép cô ấy gặp mặt Lưu Xuân. Nhưng mà ông không ngờ giữa họ vẫn lén lút qua lại. Vậy nên ông liền quyết định giết chết Lưu Xuân. Ông dùng một lượng lớn axit để quỷ thi diệt tích, hòng tận lực che đậy thân phận người chết. Bản báo cáo này đủ để chứng minh nạn nhân chính là bưu tá Lưu Xuân từ nơi khác tới. Cảnh sát Đô Mộc, anh có thể xem qua bản xác minh. Câu chuyện mà cô soạn ra càng ngày càng thú vị. Đúng rồi, thám tử Tô, điều cô nói đúng thật là không thể làm chứng cứ kết luận trước pháp luật. Quân Đình, Tô Tô, đây là bản đăng ký mấy tháng gần đây của trường mình. Bên trên ghi rõ, bên cho là Vệ Tam, bên nhận là Yết Tiên Sinh. Hiệu trưởng không phải là hung thủ, ông ấy chỉ là trong vô tình mà trở thành kẻ giúp hung thủ mà thôi. Một lượng lớn axit và thuốc trừ sâu, nếu không có sự phê chuẩn của quản lý cấp cao thì không thể có. Hơn nữa, tôi đã điều tra, trong bán kính trăm dặm chỉ có trường của chúng ta có. Một bên đưa lợi, một bên nới lỏng, quan thương cấu kết, không gì là không thể. Đây là hồ sơ ghi chép giao dịch mấy tháng gần đây của bọn họ. Cảnh sát Đông Mộc, anh có thể kiểm tra. Đúng là như vậy. Không liên quan tới tôi. Tôi không biết Yết Tiên Sinh muốn cái đó để hại người. Ông ấy nói là để diệt côn trùng, cho nên tôi mới cho thôi. Ông thật sự không biết à? Yết Tiên Sinh là ai? Hiệu trưởng Vệ, ông có thể chỉ ra không? Tôi trước nay chưa từng gặp ông ấy. Mỗi lần ông ấy đều che đậy tới gặp tôi. Ông ấy luôn mặc một chiếc áo khoác màu đen, đầu và mặt đều che kỹ, còn đeo cả kính râm. Người mọi người cần tìm đáng lý phải là Yết Tiên Sinh. Yết Tiên Sinh cũng chính là ông. Sáng nay lúc tôi đi tìm Lương Sơn, vừa hay ông không ở nhà. Tôi còn tìm được một lượng lớn tạp chí trong nhà của Lương Sơn, nên tiện tay lấy một tờ báo ra xem. Phát hiện trên mỗi kỳ đều có tiểu thuyết dài kỳ của Yết Tiên Sinh. Đây là nửa giải truy băng mà tôi bắt gặp trong đống tạp chí của ông ở thư phòng. Bên rìa của truy băng có một bộ sách. Hơn nữa trước đây chúng tôi có tìm thấy nửa giải truy băng còn lại của bộ dương ở sau núi. Hai mảnh ghép lại vừa hay có một chữ sang. Giới trách của hai nửa truy băng vừa dặn trùng khớp, màu sắc lại tương đồng. Đây vốn là cả một giải truy băng nguyên dạng bị xé rách làm hai. Tại sao lại có một giải truy băng trong đống tạp chí nhà tôi? Tôi thật sự cũng không biết. Nhà tôi người đến người đi biết bao nhiêu người, có người bỏ quên cũng không phải là không thể. Ảnh của ông tôi đã để cảnh sát Đoan Mộc gửi tới tòa soạn để đối chiếu. Nam Trân, đây là tư liệu giám định mà cảnh sát Đoan Mộc đối chiếu.
bút danh Yết tiên sinh, tên thật Triệu Đại Thủ. Đây là do ông đích thân đi làm, không thể có sai sót. Quả đúng là như vậy, thật buồn cười. Vậy cũng có thể định tội tôi sao? Tôi là Yết tiên sinh thì sao chứ? Tôi chỉ là thích rảnh rỗi viết chút tiểu thuyết, đừng cứ nhằm vào tôi mà hất thùng phân như vậy. Chuyện tôi không làm, tôi tuyệt đối không thừa nhận. Tất cả chỉ là do cô bịa ra mà thôi. Bọn tôi đã phát hiện thêm một con dao dính máu ở sau núi, chỗ tìm thấy giải rùi băng. Sau khi pháp y giám định thì máu trên con dao này hoàn toàn trùng khớp với máu của Triệu Kim Sinh. Đây là giám định báo cáo. Đúng là như vậy. Ngoài ra, chúng tôi khi còn ở sau núi phát hiện ra con dao, đồng thời cũng phát hiện ra một mảng che mặt. Như vậy cũng có thể quay ngược lại tình cảnh lúc đó. Ta đã bảo các người không được gặp mặt nữa mà, tại sao vẫn? Ngươi là ai chứ? Anh tới rồi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Mau nói đi. Nếu như cô thật sự muốn vu hại tôi thì cứ việc đưa ra bằng chứng. Tuy rằng dấu vân tay trên con dao ngày qua ngày bị phơi nắng dầm mưa không thể giám định, nhưng mà nếu như ông không sợ, có thể để pháp y nghiệm chứng ngay tại đây, để so sánh vân tay của ông và vân tay trên con dao này, rồi so sánh với dấu vân tay trên giải rùi băng nữa. Muốn đổ tội cho người khác thì thiếu gì chứng cứ. Hiện giờ mọi người đều đã biết hung thủ chính là Triệu Đông Hải. Đã tìm thấy trong nhà Triệu Đông Hải axit và phốt pho trắng cùng nhiều công cụ giết người. Mọi người đều biết Triệu Đông Hải từng có rất nhiều tiền, rồi cho rất nhiều người vay với lãi cao. Triệu Kim Sinh chính là một trong số đó. Sau này Triệu Đông Hải phá sạch tài sản, hắn mới muốn tìm Triệu Kim Sinh đòi nợ. Mà Triệu Kim Sinh lại là một con sâu rượu nghèo kiết xác. Hai người cũng bởi vì tiền mà Mỹ không xong. Vậy Triệu Đông Hải sẽ là lựa chọn để du quan giáo quả tốt nhất rồi. Chúng ta đã phát hiện ở trong nhà Triệu Đông Hải có axit, thuốc trừ sâu và phốt pho trắng, cùng với đó là công cụ giết người, tạo ra hiện trường giả là hung thủ sợ tội tự sát. Đây chính là thủ đoạn thoát tội của Triệu Đại Thủ. Thử nghĩ mà xem, hung thủ này tạo ra cả một vụ giết người liên hoàn, có bố cục gần như hoàn mỹ, cẩn trọng tới mức thậm chí đến cả một người điên cũng muốn diệt khẩu. Lẽ nào lại vì bức trước trong lòng mà sợ tội tự sát? Đúng vậy, lẽ nào hung thủ còn là người khác? Câu hỏi rất hay, tại sao phải giết một kẻ điên? Triệu Niệm Từ tuy là một kẻ điên, nhưng đúng thật là rất thích vẽ. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới quả sát thân. Và chứng cứ nằm ở chính bức tường trong núi kia. Sau đó tôi lại lên núi, phát hiện trên tường có dấu vết bị chà lao. Tôi đoán được hung thủ chắc chắn đã cảm thấy gì đó không ổn, để đề phòng vạn nhất mà tiêu hủy chứng cứ. Chính bởi vì bức tranh vẽ bậy bạ kia mà làm ông ta ra tay giết người tàn độc. Bức tranh đó là vẽ trên gạch viên nên nhiều người sẽ không chú ý, nhưng mà tôi vẫn đã nhìn thấy bức tranh trên gạch viên là vẽ một phần mộ. Trước phần mộ đó là một người đang quỳ. Mọi người có thể nhìn chút. Phần mộ này chính là phần mộ của Triệu Lan Sang, mà người đang quỳ chính là trưởng trấn. Trong lòng ông rất hối hận, bởi ông yêu Lan Sang sâu đậm, mà ông lại chính tay bóp chết cô ấy. Xã hội này cần chứng cứ, không thể nào giống như cô bịa đại một câu chuyện rồi liền có thể phán ra hung thủ. Ông còn chưa nhận à?
Được rồi, giờ tôi còn có bằng chứng vô cùng xác thực khiến ông không thể không nhận. Lúc ông giết Triệu Đông Hải, chắc ông không nghĩ Triệu Đông Hải sẽ để lại bằng chứng. Cái này chính là lúc Triệu Đông Hải hấp hối giật ra trên đầu của ông. Chỗ tóc này đã đủ chứng minh hung thủ là ai. Tôi đã để pháp y kiểm tra. Số tóc này chính là tóc của ông. Trưởng Trấn, nếu như ông không sợ thì kiểm tra ngay tại chỗ. Tại sao phải kiểm tra? Tôi căn bản không có giết người. Bằng chứng đã có đủ, ông không thể không nhận. Chuyện này chỉ có thể công ra công, tư ra tư. Tôi phải đưa bác về cục điều tra cho kỹ. Tôi không đi chung mấy người. Nếu tôi đi rồi, làm sao đảm bảo tôi có thể trở ra chứ? Người đâu? Bắt Trưởng Trấn lại. Không, không, tôi sẽ không theo mấy người về cục cảnh sát. Tôi không đi. Tất cả đều chỉ vì một chữ yêu. Đàn anh Lương Sơn chỉ có ông ấy là người thân duy nhất. Đừng nói nữa, Khuynh Thành. Mọi người đừng nói gì nữa. Hiệu trưởng, xin đi cùng chúng tôi một chuyến. Việc đút lót và những đút lót của ông cũng cần phải đưa ra ngoài ánh sáng. Không làm phiền cảnh sát Đoan Mộc, tôi tự đi. Lương Sơn, anh tỉnh rồi à? Đã xảy ra chuyện gì? Giờ là mấy giờ rồi? Giờ đã là 8 giờ tối. Anh đã ngủ cả một buổi chiều à? Phải. Chắc là anh mệt quá nên ngủ quên mất. Sao anh cứ cảm thấy đầu rất đau? Xin lỗi anh, là em đã bỏ thuốc vào trà của anh, vậy nên anh mới ngủ quên. Cái gì? Tại sao chứ? Tô Tô, sao em làm vậy? Em mau nói gì đi. Em biết là không thể giấu anh. Nếu em không nói với anh thì cũng sẽ có người khác nói cho anh biết. Tô Tô, anh đang gấp chết rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hung thủ đã tìm được rồi. Là ai? Là bác của anh. Bác của anh à? Không, không thể nào. Tô Tô, em tuyệt đối đừng giỡn như vậy. Em không có giỡn, thật sự là ông ấy. Sao có thể chứ? Bác của anh. Và anh đi tìm ông ấy, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Bác của anh không phải là hung thủ. Ông ấy đã chết rồi. Sao cơ? Tuyệt đối không thể. Tô Tô, anh nói cho em biết, nếu đây là thật, cả đời của anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Lương Sơn. Em biết là anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Vượt qua nước mắt ngàn năm, thứ ta thấy là sự nhớ mong vô cùng vô tận. Vượt qua tình duyên ngàn năm, thứ ta chạm là vết thương nhạt màu chia ly. Sau khi phá án, tâm hồn Tô Tiểu Muội trống rỗng. Mặc dù cô đã giành được danh hiệu trinh thám lừng danh, nhưng cô lại đánh mất Lương Sơn, người đàn anh thâm tình với cô. Biển người rộng lớn, không biết họ còn có thể có duyên gặp lại không. Mà từ nay trở đi, những khảo nghiệm Tô Tiểu Muội cần đối mặt sẽ càng tàn khốc hơn, càng vô tình hơn. Gặp được em là chuyện may mắn nhất cả đời của anh.